Bắt đầu vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á là con dí. Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi là nghe bả gọi điện, bả khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn, là con đi lên lại. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi hả dạ, con? ba. Mời bạn. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi. Và công việc của con là kinh doanh tự do. Bây giờ kể cho chú biết cơ cơ duyên duyên. nào các con gặp nhau? Thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên Facebook, và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con. Thì bắt đầu là con mới thấy bảo là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này. Xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu. Năm đó là tụi con học lớp mấy? Dạ, tụi con học lớp 12. Nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không? Và có trao, có thường xuyên nhắn tin cho Nhi không? Dạ, thì lúc ban đầu là con không có kết bạn liền, mà con vào con bảo like, bảo tim trước. Lúc đó là gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là về cái vấn đề mà thi cử. Rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi. Là đi đâu? Đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa? Con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Nó xàm. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang 12 đúng không? Vâng, lúc đó vẫn đang còn 12. Đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á. Đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu là mới muốn đi làm gì làm. Làm mấy tới mấy giờ? Dạ, làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái một là nữa trễ rồi. Là trễ. Là trễ mất gần 2 tiếng. Trễ mất gần 2 lần đầu tiên đó hả? Vâng, lần đầu tiên. Xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng. Bà đi, bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn. Mỗi lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bả giữa đường luôn á. Có nghĩa là cố tình lết phải không con? Đi bộ không, mình chờ 2 tiếng thì mình phải lết không chờ lại. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ vậy cái con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được, anh này không được. Rồi thấy thua rồi phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao, tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được? Đúng ra là thôi trễ quá thì về đi khỏi gặp. Dạ không, thì con cũng cho ảnh chờ lại. Con có hẹn bạn con nữa. Xong rồi tới đó thì ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh kêu con là lại chơi với bạn đi, ảnh ngồi chờ được. Xong rồi ngồi chơi tầm 2-3 tiếng gì đó, xong rồi ảnh đưa con về. Nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quốc á. Dạ xàm đúng rồi, xí thiệt luôn á. Mãi về sau đây lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn 1 năm á, bắt đầu vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Hai đứa đều có một cái gọi là một cái ủ mưu là hái hoa bẻ nhụy nhau thôi. Chúng nó chị ơi, chúng nó nhỏ mà sao chúng nó dễ sợ quá luôn à. Nhưng cuối cùng cũng đó, đi qua đường mình xong. Mình tính đâu có bằng trời tính. Sau cái lần mà trớt quớt đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian nhau hơn. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi. Tại vì mới cô... có lần thứ hai thôi mà con đã cảm giác vậy rồi luôn. Dạ, cái lần thứ hai đó thì con có cảm nhận gì đặc có biệt cảm ở nhận người này là... không? Dạ, giống như thôi, anh này có không? Cảm tình với anh này. Dạ tại vì con thấy anh cũng dễ thương. Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau, không còn cái kiểu mà ở chơi qua đường nữa mà nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc. Sau khi cuộc đi chơi nó về á, con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á là con dí.
Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi? Mà hồi hộp đó, hồi hộp ngồi nhà lúc đó đang nằm trong phòng con rất là hồi hộp. Xong cái lúc mà bả đồng ý một cái á, kiểu dạng như tim đập thình thịch thịt ngủ lưng trong người á. Bả gì bả. Sau đó là chạy qua nhà liền không? Dạ không. Mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt. Vậy đó hả? Dạ bị ngại. Ủa con đã có kinh nghiệm yêu mấy năm mà sao tới cái ca này sao con nhát quá vậy? Dạ tại vì thật ra là những cái ca trước là toàn bộ là cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó bằng cả chân tình đó đúng không ta? Dạ. Bao lâu thì tụi con cưới? Dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm. À. Là 2019 là 4 năm sau khi quen. Vậy là 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn nhưng đâu. Nhưng mà vẫn là sớm, cưới sớm quá. Cái lý do mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy? Dạ, lý do là tại vì mẹ con đi nước ngoài định cư. À, đến năm con mà 18 tuổi, anh con là 22 tuổi. Thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa. Sau gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con. Anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui. Tại vì trong tâm trí của hai anh em á, là cũng suy nghĩ á, là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có rồi, được hạnh phúc đó. Đúng rồi, mẹ hy sinh á. Dạ, mẹ hy sinh. Thì lúc đó là nói chung là mẹ con có cái tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á, mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc. Và cũng anh con thì cũng cưới rồi. Duyên của mình con giờ chưa cưới thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là 4-5 năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về. Ừ. Thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới. À. Dạ báo hai đứa là cưới đi. Là bây giờ mẹ vẫn đang cưới. Ở bên mẹ. Dạ ở đúng Mỹ. Rồi, hiện tại mẹ đang ở bên Mỹ. Là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không? Mẹ không cần phải chu cấp cái gì đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ gửi tiền về cho cháu. Thôi tao gửi tao cho cháu tao. Tao đâu có cho tụi mày đâu. Thì toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào con heo riêng của bé cà chua hết. Hay quá. Rồi, bây giờ đến với cái phần rất là cái phần quan trọng. Mà nó vui nhất ở trong chương trình mày luôn cái phần. Quá. Thôi bây giờ nhường cho bạn Nhi nói trước. Nhi đi. Dạ. Nãy giờ Nhi im quá. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Con đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha. Tật xấu của chồng con thì có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể vài ba tật xấu thôi. Xấu nhất á. Xấu nhất đối với con là bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình nên cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con nhưng mà ảnh rất là hay đi pizza vào buổi tối hơn cô. Ủa con ơi con sợ buổi tối là con sợ ai? Dạ con sợ má. Sợ má. Dạ con. Ủa, trời ơi con nít mà. Rồi Sơn có sợ ma không? Dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm nhưng mà về sau vợ con giành hết phần sợ của con luôn rồi. Là giờ con hết sợ. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Dạ. Vừa mới đi thôi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra. Lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi. Con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi. Là nghe bà gọi điện bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn. Là con đi lên lại. Đi lên lại thấy bà đứng ngay trước cửa phòng vậy. Bà đứng dưới bà mở banh cửa luôn. Mà con không, con tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ cũng kiểu dạng đâu vậy đâu nha. Như cái tính này là mới hình thành gần đây thôi. Gần đây là lúc nào sau khi sanh? Dạ sau khi sanh. Nó bị thay tính đổi nết. Đúng rồi chắc dạ. Chắn. Nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không? Dạ, kể từ cái lần con khóc với là ảnh không đi nữa. Giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều. Vậy là hay rồi. Dạ. Rồi còn như vậy cũng được. Rồi tới gì nữa nè. Ảnh rất là hay càm ràm con. Thì bình thường con giống như là uống ly nước xong rồi để quên bôi chẹp đi. Thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok con sẽ đi chẹp và lần sau con nhớ. Nhưng mà ảnh cứ càm ràm ảnh cứ nói một cái chủ đề đó ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi. Cái tính của con nó tỉ mỉ á cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ thì nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á. Còn cái tật gì nữa không nào? Rất là hay chê vợ mập luôn con chú. Chê vợ mập? Dạ con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg rồi con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà anh suốt ngày anh cho con mập. Trời ơi 4 tháng bây nữa giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiêu ký nữa?
Đâu, tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á, là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy, nhà như có hai người con trai luôn. Thì sao vậy? Dạ thì đồ của con là vợ không lấy mặt luôn, và trong cái lúc mà mỗi lần con đem đi giặt đồ á là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên có mình một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành hai ba bộ luôn. Thì là lấy đồ con mận luôn, nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái, xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau, cột tóc nó che cái tóc lại đó, tưởng là con hả? Tưởng con mà. Chào Sơn. Chứ lúc đó là vợ con lượm thuộm từ nhà đến ra ngoài đường luôn, cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn, là mặc bộ đồ đi ra đi mua đồ này nọ. Dạ đúng rồi, bận đồ quần áo, bận luôn quần áo đó luôn, cho nên là con đi ra ngoài con cơ bản trời, tự nhiên cái vợ đi bận đồ của anh đi ra ngoài đường là sao, tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng vậy, lỡ may mình gặp người quen thì sao, nó cũng kỳ. Thì lại coi bảo là anh không có chăm sóc em rồi nọ, để em tàn tạ sau khi sinh. Thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó, muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu, phải chỉnh chu, phải đúng đẹp rồi. Đúng không? Tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên? Đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á. Thực sự có nhiều người không có nói ra nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ mình đẹp. Bây giờ tới phần con đó, vợ con có những cái tật xấu nào? Đó là một tật rồi đó. Rồi cái gì nữa? Dạ hay quên. Hay quên. Phải chấp nhận thôi, năm nữa. Dạ không. Trước khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi. Có nghĩa là nó nổi một cái tính mà hậu đậu thực sự luôn. Quên trước và sau sinh. Đúng rồi, quên. Hả? Có nghĩa là quên trước cả sau sinh, có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn. Nhưng mà trước khi sinh là cũng có quên rồi. Có lần mà vợ con đi làm á, bà chạy xe làm sao cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà. Xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con, kêu anh ơi anh để giúp em chạy đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không. Lúc đó là công việc của con cũng nhiều, nhưng mà thôi cũng bực thiệt á, tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa, xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè, rồi quên tiền nè, rồi được quên nói chung là mọi thứ trên đời. Cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn, nhiều khi quên cả con. Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không, thì thật ra thì con nói những cái tật xấu của vợ con như vậy thôi, nhưng mà vợ con như vậy đi, tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn là được những cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì con muốn vợ con vẫn như vậy, không thay đổi gì hết. Không thay đổi gì hết. Rồi con thì sao, con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi, đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn. Tại vì ảnh làm từ sáng tới chiều á cô, nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ổng làm thôi, còn tối á thì ảnh cũng nhiều khi có bạn qua nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn, tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều. Với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn, tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười. Nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại cái nó nhìn lên ba nó cười, nó tự cười luôn cô. Nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con. Cô thì cô nghĩ vậy nè, thực ra con yên tâm là con gái á, đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẻ là lúc đó chồng con không cần ước luôn á, là sẽ rất là mê. Tại vì đàn ông trai, thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá, mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động mà nó có 4 tháng thôi, nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn, con hiểu không? Thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Dạ. Đúng không? Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ, nó biết nói, nó chập chạp chập chững nó đi rồi, lúc đó con chịu không nổi nó. Dạ, lúc đó thì chỉ có ôm con à. Là chỉ có quấn quýt thôi, con yên tâm điều đó đi. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với Dình và Hồng Son. Dạ. 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 Rồi, dạ, hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Dạ. Dạ. Người đâu mà đẹp dữ vậy? Em bất ngờ luôn à. Nhau đó. Anh tốt nghiệp xong anh ra luôn Hà Nội. Ra Hà Nội luôn. Ra Hà Nội luôn. Ra Hà Nội với em luôn. Mà hai đứa ở chung nhau? Dạ có. Là
nên là thôi em kêu thôi thà mất vậy mất đi, tiền hơn mất vợ. Bán xe cho anh. Những lúc nóng thì bản tính đàn ông thì khi mà đã nóng rồi là đôi khi câu chữ nó không còn kiểm soát được. Khi nghe anh Quốc Thuận nói với lại chị Hồng Vân nói thì em nghĩ là phải em chịu đựng rất là nhiều. Đúng rồi. Tại vì cái tổn thương nó dễ sợ lắm em. Anh nghĩ là em nên hành động. Rồi. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật kêu để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thế Hiếu, năm nay em 24 tuổi, em đang làm phiên dịch viên tiếng Nhật. Rồi còn em? Dạ em là Tấn Phát, em nay 26, đang kinh doanh ạ. Phát với Hiếu như vậy một bên kinh doanh bên phiên dịch, vậy thì cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Dạ, tụi em học chung trường cấp 3 với nhau ạ. Nên biết nhau học ở quê. Lúc đó em học lớp 11, còn ảnh học lớp 12. Thì em là chủ động cầm cưa, em thần tượng ảnh. Sau đó thì em mới viết thư, em tán ảnh. Viết lá thứ nhất thì ảnh không trả lời. Thì sau đó em mới viết lá thứ hai, ảnh không đồng ý. Thế là em thất vọng, em xé lá thư và sau đó em không viết nữa. Nhưng mà em vẫn tiếp cận ảnh. Hàng ngày em có hai con đường đi học. Nhưng lúc nào em cũng chọn đường xa hơn. Để hàng ngày để được đi qua nhà ảnh, để được nhìn ảnh. Nhưng mà ảnh không biết em ai luôn. Lý do gì mà em lại thần tượng bạn như vậy? Không hiểu. Ảnh hát rất là hay, ảnh học cũng rất là giỏi. Mọi người có muốn nghe anh hát không? Chính xác luôn, em chứng minh liền nha. Em hát một chút xíu thôi. Xíu thôi. Cảm ơn các vị. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt cứ đi kiếm tìm nhau. Rồi kiếm tìm rồi đó. Đúng rồi, kiếm tìm. Rồi bao lâu thì em mới tiếp cận được cái người em yêu? Mãi đến mấy năm sau luôn ạ. Em đi học Hà Nội, ảnh học Sài Gòn. Sau đó là em vẫn xin cái số điện thoại của ông bạn mà hồi đưa thư với em. Là xin lại số điện thoại, ảnh nhắn tin gọi điện mãi luôn. Rồi chỉ được có 2 tháng sau đó cũng cắt luôn, tới 2 năm trời. Rồi lúc em học năm 3, ảnh học năm 4 thì về quê hai đứa mới gặp lần đầu tiên. Lúc mà lần đầu tiên em thấy mặt vợ em á, cảm xúc em sao? Lúc mà em gặp vợ em lần đầu tiên ấy, cái nàng người đâu mà đẹp dữ vậy. Em bất ngờ luôn. Và hồi đấy là nàng mặc cái váy trắng mà nhìn tinh khôi lắm, da trắng, môi hồng, rồi đặc biệt là cái nụ cười á, cười nhẹ thôi, nhưng mà lúc đó là em chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như vậy cả. Ủa nhưng mà lúc đó là đâu có biết cô này 7 năm cưa cẩm em đúng không? Dạ biết chứ. Trong lúc mà em gần về Tết ấy, thì em lục cái danh bạ ấy, thì em muốn xóa những cái số cho kết thúc năm cũ đi. Thì tự nhiên thấy cái số của hồi đó em ghi là bé Hiếu. Em mới điện thử nhá máy thử thôi, xem nếu mà không có liên lạc được thì em xóa luôn. Nhưng mà liên lạc tự nhiên bắt máy, tự nhiên thấy rung. Cảm xúc lúc đó để nhường cho vợ em chứ. Là sao Hiếu? Lúc đó dạ, em sung sướng, em vỡ hòa, giống như một cơ hội mà em hiểu tượng trời sao rơi xuống vào đúng rồi em. Ừ, có nghĩa là bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau. Sau đó đêm giao thừa em vẫn quyết định tỏ tình thêm một lần nữa. Em nói là sang năm mới em hy vọng có một điều mới, em sẽ là người yêu của anh. Nhưng mà anh vẫn từ chối. Cái xong quyết định là em dừng lại, em không tán tỉnh, không liên lạc gì nữa. Mấy ngày sau anh chủ động liên lạc với em. Nghĩ là nếu mà mình mất đi cái cơ hội tìm hiểu cô này á, thật sự là quá phí đi. Mình sẽ ân hận đây. Lại nghĩ lại trong người mình chẳng có cái gì hết. Vừa không có điều kiện, vừa không có tiền bạc cái này kia, mà lúc đó là em sợ lắm luôn. Nhưng mà thôi kệ, mình thử tiếp cận cô, thử xem, tìm hiểu thử xem. Rồi sau đó là vẫn là kẻ bắt người nam. Mới tỏ tình sau 3 ngày thì ảnh vô Sài Gòn, em ra Hà Nội, nước mắt đầm đìa luôn. Xong rồi ra đó hai đứa yêu xa mất năm trời. Có nghĩa là sau 1 năm thôi đúng không? Tụi em gặp nhau đâu? Tụi em gặp nhau đâu? Ảnh tốt nghiệp xong ảnh ra luôn Hà Nội. Ra Hà Nội luôn? Ra Hà Nội luôn. Ra Hà Nội với em luôn. Wow. Hai đứa ở chung nhau? Dạ có. Là có nghĩa là sống thử đó phải không? Tụi em nói chưa? Tụi em sống với nhau 2 năm. Cái giai đoạn mà các bạn sống thử với nhau như vậy thì có khó khăn gì không? Cả cái thời gian mà đấy, nói chung là vấn đề tiền bạc là vấn đề lớn nhất của vợ chồng em. Cảm giác rất khó để hòa nhập với cái môi trường miền Bắc, mà đặc biệt ở Hà Nội nữa. Chi phí thì cao, lại khó xin việc. Thời điểm đấy là vợ chồng em 2-3 tháng đầu là sống trong cái cảm xúc và yêu đương như vỡ hoa vậy. Nhưng mà sau đó thì lại cũng nhỏ gánh cái lo rất là lớn. Vậy thì bây giờ tụi em vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó như thế nào để làm sao để cải thiện? Có buôn bán cái gì thêm? Sau một thời gian thì ảnh làm kinh doanh tự do tại nhà, nên là nó bắt đầu bây giờ ổn định. Em ra thì em đi xin việc ấy, thì lương thấp rồi,
mà không đủ tiền chi phí xe cộ đi lại thì em mới nghĩ làm thời gian. Hồi đấy ngoài Bắc á, là nó có cái phong trào bán trà chanh, trà đá rất là nổi luôn. Ngay thời điểm đó. Dạ, đúng rồi. Em thì em thấy, ồ sao thấy người ta làm nhiều thế, mình thử làm thử xem. Nó bán thử với một đứa em, thì hai anh em bán thì cũng được. Những cái giới mà giới kiểu đi chơi, buổi tối cái này kia là bắt đầu người ta hay tán tỉnh. Lúc đó là vợ em cũng có phụ với em. À lúc đó là vợ em bán, vợ xin người bán trà chanh là đúng luôn đó. Nhưng mà em thì em thấy cái cảm giác khó chịu quá. Đúng. Ý là ghen gì, nói thẳng là em khó chịu gì đúng không? Là chắc ông này cũng ghen quá cho nên dẹp tiệm. Dạ, đúng rồi, ghen rất nhiều cho anh. Tại vì những người ở ngoài Bắc mà đặc biệt Hà Nội, con trai nói chuyện rất ngọt vậy ạ. Ngọt lắm. Tán sao mà chịu không nổi vậy? Em làm lâu chưa? Rồi em có bạn trai chưa? Nên là thôi em kêu thôi thà mất vậy mất đi, tiền hơn mất vợ. Bán xe cộ chanh em dẹp bỏ luôn. Hết dẹp luôn. Chị hỏi vợ nè, cái thời điểm đó mấy cái người mà tán tỉnh em á, có nhiều đại gia không? Nhiều con nhà giàu không? Dạ có. Còn chị nhà giàu nhiều lắm. Dạ, mà có đẹp trai không? Dạ có đẹp trai. Phong độ. Dạ. Lý do gì mà em không lạc lòng vậy? Tại vì em thương ảnh lắm. Cảm giác không thương được người khác, cảm thấy ai cũng không bằng ảnh. Vậy là cái tình yêu đó tới bây giờ sau khi cưới vẫn còn giữ được không? Dạ lại nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, quá tuyệt vời. Tình yêu bình vững. Bình vững. Còn em sao? Em có vậy không? Dạ có chứ. Vậy là bây giờ tụi em lấy nhau đâu còn gì mà vỡ mộng, là vỡ mộng về nhau đúng không? Không có gì. Sao chất quốc vậy trời? Thôi vậy vẫn phải là đại hội vạch mặt thôi. Mà cuối cùng là có à? Thôi vẫn phải theo quy trình thôi. Kể luôn. Bây giờ ưu tiên cho em đó hết gơ. Anh nóng tính. Mà lúc anh nóng tính lên thì nói rất nhiều câu không suy nghĩ. Nói em không có não à. Không biết suy nghĩ à. Rồi nói em không có tư cách làm vợ. Rồi nói những cái lời rất là nặng nề. Nó đụng chạm em cảm thấy tổn thương rất là nhiều. Lúc yêu anh nóng tính vậy không? Dạ lúc yêu anh cũng rất là nóng tính. Ồ vậy hả? Có nghĩa là em đã biết là anh nóng tính rồi. Dạ em cũng biết. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi thì có những cái từ ngữ mà nó hơi tổn thương mình đúng không? Đúng rồi. Đó là cái vỡ mộng đầu tiên. Dạ. Còn cái gì nữa? Anh cộc cằn và anh không lãng mạn nữa. Trước khi anh yêu thì anh tự tay làm quà cho em, anh còn tặng cho em cái đồ bất ngờ. Nhưng mà đến bây giờ anh không bao giờ làm một điều gì lãng mạn cho em, không bao giờ dành cái gì bất ngờ cho em, không bao giờ chủ động để hâm nóng tình cảm. Hồi đó là tự làm nhưng bây giờ là không tự làm nhưng mà có đi mua để tặng không? Ví dụ em nói em cần gì anh mua cho em, còn không bao giờ. Còn không có đón ý. Hai cái vỡ mộng rồi còn vỡ mộng gì nữa không? Cái ngày kỷ niệm ngày cưới ảnh cũng không có làm gì đặc biệt. Sinh nhật em thì ảnh chỉ theo quy trình là em muốn ăn cái gì, mua cái gì rồi dẫn em đi. Nói chung em không cảm nhận được cái gì từ ảnh trong những ngày lễ hết. Dạ nhiều ạ. Rồi còn em thì là để cho em phân trần một chút xíu là thực ra em không phải là người sống thiếu tình cảm như vậy. Càng ngày em lại càng trở nên thực dụng hơn. Nó xuất phát từ cái quá khứ 2 năm ở Hà Nội, 5 tháng ở Hải Phòng. Nói chung là cái cuộc sống nó khó khăn quá nên em mới nhận thấy là tiền bạc nó lúc đó là nó cần thiết quá. Nó làm cho hai vợ chồng điêu đứng và trở nên sáo rỗng nếu như mà không có cái gì để lo cho cuộc sống. Lúc mà em lập nghiệp mới bắt đầu mà hai vợ chồng đến với nhau xong rồi tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền rồi lo cho gia đình ấy, thì nó giống như kiểu là em không muốn cái ngày đó nó lại quay về nữa. Cái ngày khó khăn đó lại quay về nữa là em phải gồng mình lên. Và nếu như em không làm, em không cố gắng, em không lo kiếm tiền thì thực sự là em cũng không lo được cho vợ con em, tức là hết. Em rất là thích là vợ em mặc cái gì đẹp hoặc là thích vợ em cười. Nói chung là em không thể hiện được cái cảm xúc, cái tình cảm như xưa nữa thôi. Nhưng mà trong lòng em nó vẫn còn vẫn như là vậy. Như vậy. Dạ. Có con hơi chưa? Cọc cằn. Dạ em có rồi. Em bé mấy tuổi? Dạ 8 tháng ạ. Ồ 8 tháng rồi. Nãy giờ là chồng em tâm sự là tâm sự với em đó, để cho em hiểu đó. Rồi bây giờ ngược lại thì em có thất vọng về vợ mình không? Thực ra đến giờ này thì em vẫn tin tưởng là vợ em là một người phụ nữ và là đặc biệt nhất mà em từng gặp, vừa hài hước vừa xinh đẹp và tài giỏi nữa. Nhưng mà có một cái cũng chắc là tính tình rất là nóng. Vợ cũng nóng tính luôn. Nóng tính và rất là cầu toàn. Nhưng mà những lần cãi nhau là em làm cho vợ em buồn á, là bởi vì cãi nhau xong hai đứa cùng nóng tính thì vợ em không có cho em đi ra ngoài, chỉ có phải kêu lại cho bằng được để nói cho hết ý. Và lúc đó em là đang bực mình nữa, vợ em đang bực mình nữa, hai vợ chồng kiểu gì cũng sẽ làm tổn thương nhau. Dạ. Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tại sao em lại nói vợ em không đủ tư cách để làm vợ? Bởi vì nóng tính quá nên là những lúc dùng từ ngữ nó không được chuẩn xác lắm. Cảm giác lúc đó của em là tập trung lo kiếm tiền mà quên mất bà xã em á. Thì còn bà xã em thì lại ngược lại là để mong muốn là chồng phải yêu chiều hơn một chút,
phải tình cảm hơn tức một chút. Tức là vì cái điều đó thôi mà em nghĩ không, là vợ em không đủ tư cách làm vợ. Tức là không thông cảm cho em vậy. Rồi còn em thì sao? Lúc em nghe câu đó thì cái cảm xúc em sao? Em tức điên lên luôn. Em không nghĩ là anh nói em nặng nề đến như vậy luôn. Em khóc rất là nhiều, em cảm thấy tổn thương mà. Cảm thấy mình vô giá trị, em tự ti về bản thân mình luôn. Cảm thấy mình quá tệ hại luôn. Em mất định hướng luôn. Dạ, giờ em biết phải làm sao để em được nói lại một câu là em đúng là vợ anh. Dạ đúng rồi, em đúng y luôn vậy. Bây giờ cái không khí trong gia đình là như thế nào rồi? Dạ, cả hai bên cùng cố gắng để dung hòa với nhau. Dạ, nhưng mà đôi lúc vẫn cứ vậy, tại vì bản chất là dường như không thay đổi luôn. Tức là cái cảm giác em đã lấy lại được tự tin trong mắt chồng em là em đã đủ khả năng để làm một người vợ chưa? Cũng chưa có lấy lại sự tự tin, tại cái câu nó tổn thương em nhiều quá. Dì hỏi nè, đã bao giờ vợ em nói một cái câu mà tương tự như là em nói với vợ để em bị tổn thương chưa? Dạ chưa, vợ em thì nói chuyện từ tốn, nóng nhưng mà nóng kiểm soát. Đến giờ thì vẫn chưa bao giờ nói chưa bao giờ em bị một cảm giác bị tổn thương như vậy đúng không? Như tương tự như vợ em đúng không? Có nghĩa là câu chuyện của tụi em nó đang ở về một phía. Thì em đã hiểu được cái tâm sự của chồng em lúc nãy không? Có nghĩa là từ trong sâu thẳm là chồng em vẫn bất di bất dịch với cái cảm xúc mà từ lúc yêu nhau vẫn lãng mạn, vẫn yêu thương vợ như vậy. Chỉ có điều là bây giờ anh ấy muốn tranh thủ thời gian để mà chăm lo cái cuộc sống cho mẹ con em được nhiều hơn nữa. Thì cái vấn đề mấu chốt của tụi em ở đây là như vậy. Do là vợ quá thần tượng chồng và mong là cái hình ảnh đó, cái hình ảnh soái ca trong lòng á không thay đổi. Thế nhưng mà cái soái ca của mình trong cái thời buổi cơ chế thị trường trong cuộc sống nó quá khó khăn. Đúng vậy. Nó có đôi chút bị phai đi một chút. Đó, nhưng mà em vẫn muốn cái điều đó nó phải lặp lại. Chính vì vậy mà đôi lúc em cảm thấy em tức quá. Tức quá nó thành cái nóng giận, đúng không? Để muốn chồng hiểu là là như vậy. Còn chồng á, thì bây giờ vì cái cuộc sống nó khó khăn quá mà cái điều chồng muốn là ngoài cái lãng mạn về tình cảm ra thì về vật chất, về tiền bạc là chồng muốn cho mẹ con tụi em là phải đầy đủ như người ta. Chính vì vậy mà cái cơm áo gạo tiền nó thui chột đi cái cảm xúc lãng mạn mà anh ấy là vốn có. Cái điều này nó dễ xử lắm mà, đúng không? Thứ nhất là em phải cho chồng em bớt màu đi một chút xíu, chấp nhận cái điều đó. Cái thứ hai là những điều em muốn em cứ nói với chồng, em đừng để chồng đoán ý nữa, bởi vì nhiều thứ để lo nghĩ quá rồi, sợ nhiều khi quên đoán ý không nổi ha. Thì em chia sẻ đi, chỉ khi nào mình tâm sự mình nói mà ảnh quên đi, ảnh bỏ qua cái đó đi thì lúc đó là mình buồn. Còn về phía chồng á, vẫn có thể làm được cái điều như trước kia thì điều đó là quá tuyệt vời đối với gia đình em. Tại vì em biết vợ em tới bây giờ vẫn thần tượng em như ngày xưa, vẫn yêu em như vậy. Thì đó là một cái tình cảm mà đúng như em nói đó, là một người phụ nữ đặc biệt nhất mà em đã từng gặp. Hoàn hảo nhất mà em đã từng gặp. Thì em đừng để mất cái hoàn hảo đó. Tại vì nói chứ tức nước vỡ bờ một lúc nào đó mà vợ em mất đi cái đó là em thiệt. Ha? Đẹp quá ha. Cho nên anh, thanh mai trúc mã, chồng đẹp, anh, vợ cũng đẹp luôn. Riêng anh thì anh chỉ có khuyên em một điều là mình giảm được cái từ ngữ đó, và thậm chí nếu được bỏ luôn, đó là một điều mà đáng quý vô cùng. Thôi nhân đây thì có lời gì nói với vợ không? Thực ra là những lúc nóng thì bản tính đàn ông thì khi mà đã nóng rồi là đôi khi câu chữ nó không còn kiểm soát được. Khi nghe anh Quốc Thuận nói với lại chị Hồng Văn nói thì em nghĩ là không phải, em chịu đựng rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì cái tổn thương nó dễ sợ lắm em. Anh nghĩ là em nên hành động. Rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái hành động này nó sẽ thay cho cái lời nói mà của anh chồng này muốn gửi gắm cho cô vợ, và mong rằng những cái từ ngữ nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cái gia đình tuyệt vời như thế này nữa nhá. Cứ nói đi em, mình cứ cho nó trào ra không vấn đề. Thứ nhất là về chuyện tình cảm vợ chồng em thì em đang cố gắng từng ngày. Chắc chắn là trong tương lai sẽ khác bây giờ thôi. Thông qua chương trình này thì em cũng muốn gửi đến tất cả những người bạn của em trong suốt thời gian qua đã tin tưởng, ủng hộ và động viên em. Và trong em rất là quý trọng những điều đó và chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Chắc chắn các người bạn của em khi theo dõi chương trình họ cũng đã nghe được cái tâm sự của vợ chồng em. Và chương trình cũng gọi là rất cảm ơn vợ chồng em, cũng như là chúc vợ chồng em cứ như thế này mãi đến lúc mà răng long đầu bạc. Coi thuộc cái bài của Tuấn Hưng ha, nắm tay anh thật chặt. Và nhớ nha, cứ mỗi lần mà có xung đột xảy ra, hãy nhớ cái khoảnh khắc mà các bạn ôm chầm lấy nhau. Và những cái giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đang rơi trên má của bạn thì chắc chắn không có gì nó sẽ làm tổn thương đến cho cái hạnh phúc của gia đình bạn. Rồi, một tràng tay chúc phúc.
khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn cái là anh vô anh hỏi anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Anh ấy tưởng là em đồng ý, cái anh chụp tay em, anh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn, mình kêu ủa cái gì vậy ta. Xong có một cái điều mà em rất là ấm ức đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Còn có một lần về nhà, bên nhà vợ vợ em á hỏi là con quen người người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì tả thì sao? Mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình lòng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Trời ơi, các bạn giống nhau quá. Nhưng là sinh ra là để dành cho nhau nè. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, Trần Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Đình Hùng. Em là người sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp ạ. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 34 tuổi anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Phương Thảo ạ. Em đang là giáo viên âm nhạc, giảng dạy môn cảm thụ âm nhạc và piano cho thiếu nhi ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong một cái cơ sở hay là trong một cái địa điểm gì đó nó có liên quan đến âm nhạc đúng không? Dạ thật ra thì là em trước đó là em quen một bé học trò ở Đồng Nai. Rồi bé đó thì học chung với vợ em. Trong cái thời gian mà em quen bé đó thì em quen luôn các bạn bè của bé đó. Quen luôn bạn bè của đó, sau đó là thành hôn với bạn của bé đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ đầu tiên là em thấy rất là vui vẻ, cởi mở. Còn em sao Thảo? Thì lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lần đầu tiên gặp thì thấy anh rất là cao mà anh cũng rất là vui nữa. Được cái anh làm về cái âm nhạc mà mình cũng rất thích âm nhạc luôn, nên là hai người giống kiểu rất là hợp á, hát hò chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà em có thích ảnh liền không? Thực ra là mình chỉ thích dạng vui tiếp xúc như anh trai chứ mình chứ không có tình cảm gì. Lúc nào chưa có tình cảm. Dạ, còn em cảm. Dạ khi lần đầu tiên gặp thì em thích liền. Thích liền nhưng mà em ngỏ lời thì không có chịu. Rồi sau đó là tụi em có chờ đợi nhau không? Hay là mỗi đứa một hướng? Tức là mỗi đứa có người yêu riêng? Dạ mỗi đứa có người yêu riêng chị. Dạ thật ra là khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn cái là anh vô anh hỏi anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Ủa sao kỳ, sao lại canh? Lúc đó em có người yêu. Dạ tức là em quen người yêu được hơn một năm, tỏ tình với bạn này không chịu đi thì em mới quen người yêu kia được hơn một năm thì lúc đó là em chia tay em trong trong tình trạng là tình trạng FA. Dạ free. Dạ. Em mới đợi bạn này xong là canh bạn này. Vâng, khi mà em thấy bạn này buồn thì em mới tỏ tình với bạn này. Hai đứa vào đặt chiếu phim. Thì em mới thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi. Thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao cả. Em nói là làm người yêu anh nha. Cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á. Thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Xong rồi sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau em có cái hình hai đứa đăng Facebook. Là có nhập chốt luôn. Chắc định chủ quyền luôn. Chịu hay không chịu cũng tỏ tình. Mà cái lúc đó chụp sao đâu, nó chụp vậy đó hả? Ngồi có phản kháng không? Ngồi lúc đấy là ngồi khá gần mà em đang tập trung em xem phim. Anh hỏi cái gì thì em cũng không nghe rõ nữa. Em kêu dạ rồi tính là ra ngoài nghe rõ rồi nói. Anh ấy tưởng là em đồng ý. Cái anh chụp tay em, anh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn. Mình kêu ủa cái gì vậy ta? Xong sau rồi anh có đăng Facebook thì anh đăng lên á, thì lúc đấy là em với người yêu em chủ trước á là chưa có công khai là mình đã chia tay mà anh đăng hẳn lên một phát một là hầu như là bạn bè của em á là bất ngờ. Bạn bè chung á. Anh ấy có bao giờ mà anh ấy viết một cái ca khúc gì đó để mà tặng cho em không? Dạ thực ra là có, khi mà mới quen chưa được một tháng thì tới cái ngày 20 tháng 10 thì anh bí mật anh sáng tác một bài hát mình nghe rất là hay thì mình rất là tình cảm nên kêu anh sáng tác tặng em đó thì em bất ngờ lắm. Đứng hình luôn. Dạ đứng hình luôn tại vì mình cũng mới quen mà mình cũng không biết anh thời gian rảnh nào mà anh lại sáng tác cho mình. Mình thấy anh bận suốt à. Vậy là xong hỏi ra thì là anh thức đêm anh ngồi anh sáng tác bài trong một đêm nó luôn anh sáng tác được luôn. Đâu giờ hát chung đi, hai đứa hát chung cái bài đó cho mọi người nghe. Yes. Em hát một đoạn đầu bởi vì không nhớ hết. Người yêu ơi, em đến cho anh tình yêu ấm nồng. Tháng ngày em đến bên đời là cuộc đời thêm vui, là bầu trời thêm tươi. Anh đến cho em nụ cười
Dạ nhớ đấy. Dạ, nhớ như đó thôi đó. Rồi như vậy thì trong lúc mà chuyện hẹn hò của hai đứa như vậy, nó có những cái kỷ niệm buồn vui gì chị sẽ chia tâm sự với mọi người không? Có một cái điều mà em rất là ấm ức, đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Nhưng mà em có tự ái và em chủ động em đòi chia tay không? Nhiều khi giận á. Dạ có, tức là ban đầu thì mình cũng không có gì đâu, mình kệ không quan tâm, nhưng chê quá nhiều đi. Nó thấm nhìn bắt đầu tự ái mình nó nổi lên. Mà chê sao, chê sao em kể cho nghe coi. Chê kinh lắm. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì. Thì mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi cao gầy. Đúng rồi, cao. Nghều rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình. Em nghe không nhận ra mình luôn đúng không? Ê, nhưng mà nè, cái đó là chê yêu hay là chê mà chê thiệt? Chê thiệt đó anh, phải chê yêu. Chê yêu thì em nó có giận. Mà cái đợt đó là giận mà chia tay luôn mà. Em để lại tin nhắn là ok bây giờ thì anh chỉ như vậy thôi. Giận bộ anh mà, tự ái vậy. Dốt liếng ông bà, mà, cha mẹ cho tôi có yêu đó thôi. Mà em không có thẩm mỹ cho nên là anh quyết định không đi thẩm mỹ, cho nên là chúng ta chia tay thôi. Rồi, dạ, và em có đồng ý không? Thực ra là em chỉ muốn chê như vậy để cho anh tốt hơn thôi. Ví dụ như là anh gầy quá, chê anh cứ gầy như thế này, anh ơi anh đi ăn nhiều vô, anh đi tập gym đi hay gì đó. Em chỉ muốn chê để anh tốt lên. Nhưng mà thành ra là anh nghe nhiều á, anh không trả lời lại mình mà anh cũng im anh thầm lặng, anh hồi anh giống kiểu dồn nén lại, mình nói nhiều quá nên anh bộc phát, anh tức lên. Cái xong người yêu cũ là... của bạn này á là tập gym rồi Nam Vương hả? Nam Vương của trường đại học bạn học, rất là nói chung rất là đẹp trai. Sáu múi đó. Dạ. Sáu múi. Cuối cùng là chia tay được bao lâu quay lại? Chắc có hơn một tuần một anh. Tuần lý do gì quay lại? Thì thật ra sau đó thì em nghĩ là bạn này chắc còn nhỏ, còn thua, nhà, thua em tới 6-7 tuổi lận. Sau một tuần thì bạn có để đồ ở bên nhà em, thì bạn qua lấy, thì lúc đó em chụp tay lại. Rồi thôi, mình không có chia tay nữa. Vậy á, nói chung là nó cũng đơn sơ mộc mạc á, có làm rất là lãng mạn. Tụi em yêu nhau được mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm luôn ạ. 2 năm. Là bây giờ cưới được cưới được hơn 4 năm rồi chị. Cưới được hơn 4 năm rồi. Thì là bây giờ về nhà thì là có lòi ra những gì, cái tật xấu mà trong lúc yêu mình chưa thấy không? Lòi ra à. Bây giờ bạn này là giờ chị chưa gì chị biết là con nít rồi đó. Tính thì trẻ con nhưng mà lại có một cái tính nó giống như kiểu là gia trưởng đó chị. Tức là cái đó là muốn người ta làm theo ý mình, cứ nghĩ cái gì tốt là bắt mình phải làm theo. Em nói đơn giản như em thích ăn mì tôm là em chỉ thích ăn chanh với ớt thôi. Cho thịt thà này kia vô là em không có thích. Nhưng mà cứ lần nào làm cho em là làm như kiểu là một cái tô cắm heo á. Lạp xưởng rồi thịt em ăn đâu có được. Mà không lẽ bây giờ mình bỏ. Mà tính em thì không thích làm, cũng im thôi, em không có nói. Mà mình ăn mà mình có lúc em chia sẻ, có lúc mà muốn ói luôn. Bỏ thì giận. Bỏ mình tiếc. Tiếc với lại cũng sợ mất lòng. Sao bây giờ, bây giờ vẫn còn, có nghĩa là nhiều cái tính của trẻ con không? Đi chơi ấy chị, là thay vì mình tận hưởng cái chỗ đó, quán cà phê đẹp quá, mình ngồi mình tận hưởng. Chụp mà tự chụp không chịu đâu. Không chịu đâu, bắt em chụp. Các em chụp, em chụp hoài, chụp đến khi về. Mệt quá, cái lần sau em không chụp thì lại giận. Chụp đến nỗi mà không có thời gian trò chuyện luôn. Dạ, dạ. Đúng không? Bây giờ tới em đi Thảo. Dạ, bây giờ em có tật xấu gì không? Khui đi em. Dạ, thực ra là khi lấy về thì rất là vui. Nhưng mà có một cái vấn đề em không biết, đó là anh quá đam mê công việc đi. Là anh đi từ sáng, anh đi tới tối 10 giờ xong rồi anh còn kêu bây giờ anh còn phải đi ăn với cà phê các bạn, 12 giờ đêm anh mới về. Là ở nhà nguyên một ngày em đợi anh, hôm nào mà em rảnh em ở nhà em đợi nguyên một ngày là không thấy mặt chồng đâu hết. Đến lúc về thì lúc đấy em buồn ngủ rồi, là không có tâm sự gì được hai vợ chồng hết, rất là buồn, lúc đấy tủi thân lắm. Nói chung là không quan tâm, hơi vô tâm với vợ. Dạ, đúng rồi. Không? Còn gì nữa? Dạ. Một cái nữa là anh mê công việc, rồi cái thứ hai nữa anh về nhà anh còn bấm điện thoại. Có nghĩa là ghiền điện thoại. Dạ. Nhưng mà bấm điện thoại là bấm công việc hay là bấm công nghệ hay là chơi game? Vừa công việc vừa nhắn tin bạn bè nói chuyện tâm sự, thì em ngó vô thì cũng thấy cũng đang bàn việc, nhưng mà anh cũng không biết chốt là bây giờ tới giờ mình bận rồi, bây giờ bữa sau mình bàn tiếp đi. Anh bàn hồi có nhiều khi tới 2 giờ sáng mới thấy đang ngồi bấm điện thoại. Cô ấy có ghen không? Có ghen không? Bạn này có ghen mà ghen với bạn trai. Chị nghĩ là vì cái người bạn trai này thực sự là em ghen với công việc. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi, em ghen với công việc. Tại vì với những người bạn trai là chắc chắn là chỉ nói về công việc, về thế này nọ, thành ra là ghen luôn. Ghen luôn. Rồi còn cái gì nữa không? Anh có một cái tật xấu là hay quên và không tìm được đồ. Một ngày là anh đi ra ngoài khoảng 4 lần thì hết 4 lần anh đi tìm chìa khóa. Anh để đâu anh cũng không thấy, anh kêu em ơi em thấy chìa khóa anh đâu không. Cái là hai vợ chồng lục đi tìm quá trời luôn, mà 4 lần là 4 lần như thế. Đó, quần áo cũng vậy, là anh mặc xong anh để đâu anh cũng không biết. Xong rồi hỏi em ơi em tìm giúp anh. Xong rồi hai vợ chồng lại lục đi tìm. Có khi nào mà mất những cái món đồ mà do đích thân em mua không? Dạ món đồ mà quý luôn á. Dạ, dạ đúng rồi đó. Mất cái gì?
À, thường là quần, mất quần mới hay chứ. Mất quần hả? Mất quần ở đâu? Mất quần em không biết mất ở đâu, mất quần tại vì em mua cho anh. Dạ, em mua cho anh rất là nhiều quần. Tại mấy cái quần lửng lửng ở nhà anh mặc anh rất thích. Một thời gian không thấy anh mặc nữa, kêu hỏi em mua đâu hết rồi. Kêu anh cũng không biết nữa, xong mình cũng đi lục hết các tủ đồ, mình không thấy còn một sót một cái nào luôn. Rồi lúc đó không biết là sao. Em mất ở đâu? Thật ra thì là em hay về quê, ba mẹ em ở Đồng Nai. Thì em lên xe thì khi ra ngoài ngoài nhà thì mình mặc như thế này. Nhưng mà khi lên xe có thể mình mặc quần xà lỏng hoặc là mặc áo thun thôi, mình lái xe cho nó thoải mái. Xong rồi mình về nhà mình nói chuyện với mẹ, xong nhiều khi mình vứt đồ ở nhà mẹ cái mình lên đây cái thì nó lại mất. Mà sao? Dạ. Ví dụ mà mất quần ngoài là mệt lắm á. Thì đó. Tự nhiên đi đâu mà quên nói. Quần. Sao nè, rồi anh ấy có hồi nãy anh chê em là nấu ăn á là phải bắt ăn theo ý của em. Dạ, vậy thì ảnh có bao giờ nấu ăn cho em không? Dạ có nấu một lần, đó là món gà kho. Thì em cũng tập trung em xem coi ảnh nấu như thế nào. Thì ảnh chặt những cái miếng gà nó to giống như cổ tay mình vậy đó. Xong rồi ảnh đổ một ao nước vô. Xong mình cũng đang tính nói là anh ơi đổ ít nước thôi, nếu như đổ nhiều như vậy thì nó sẽ lạt nó loãng á. Xong kêu em yên tâm, em nhìn anh làm rất là hay. Xong rồi anh cầm một nắm muối anh ném vô. Xong rồi một lát sau là anh tắt bếp vẫn còn lóng lóng nước. Xong rồi em kêu anh đi ngon lắm, anh cắn một phát là vẫn còn chưa chín bên trong nè. Em nhìn một lần em sợ tới đó luôn, không dám ăn cái đồ ăn. Già luôn. Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Đó lần duy nhất là. Dạ. Và em mong muốn anh thay đổi gì không? Dạ thực ra là em rất mong muốn anh quan tâm vợ con hơn một chút. Dành chút thời gian công việc, ví dụ ban ngày anh có thể đi làm, nhưng mà buổi tối anh sẽ dành lại một ít thời gian chơi với con, rồi anh tâm sự với vợ những hôm nay anh làm cái gì, anh chia sẻ đi. Anh rất ít chia sẻ, em hỏi cái gì anh kêu chuyện linh tinh ấy mà em, rồi em hỏi làm gì cho em nhức đầu, ý là thế, anh không chia sẻ cho mình. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ em bớt quan tâm em đi một chút. Để cho em có một cuộc sống bớt quan tâm em. Dạ, dạ. Tức là cứ bắt em làm theo ý của vợ. Ví dụ em muốn ngủ dưới đất thì bắt em lên nệm ngủ, mà trong khi lúc đó em thích ngủ dưới đất. Rồi giống như ăn uống hoặc là đi mặc quần áo này kia thì cho em theo cái cách của em. Vợ em thì nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà với cá nhân em nhiều khi em lại muốn khác. Bớt. Vợ em gọi là quan tâm em toàn phần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cả giống như con á, giống như con thần, thì... cả về tinh thần lẫn thể chất luôn đó, đúng không? Một cái người vợ mà phải thực sự yêu chồng mình thì mới có thể làm được cái điều đó. Khi mà cái người đàn ông á ở cái tuổi, tùy lứa tuổi nha cưng, ví dụ như tuổi của chồng em thì lại đang là một cái lứa tuổi mà họ đương muốn tự khám phá họ, thành ra họ có những cái quan điểm, những cái luận điểm riêng của họ, và họ muốn thử xem là cái điều đó đúng hay không đúng. Bạn này bạn nói một cái câu rất hay là cái điều đó là mình nghĩ là tốt, nhưng đối với bản thân bạn ở thời điểm này là chưa đúng, là chưa tốt. Thì thành ra theo chị, em giảm cái điều đó xuống 50%. Tức là em nên đứng từ xa em bao quát. Khi nào chồng em thực sự cần đến em, lúc đó em ra tay. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn cần phải được tự do về suy nghĩ, tự do về tất cả mọi thứ, đúng không cưng? Để bạn muốn xem tôi là ai, mình đang ở cái điểm nào, cái level nào trong cuộc sống này. Còn nếu như tụi em sống với nhau cho đến lớn tuổi, đến bắt đầu là ở cái lứa tuổi mà 50 thì thực sự lúc đó là ông bà cần nhau. Hiểu chưa? Đó, lúc đó là chồng em thực sự cần cái sự chăm sóc đó, và ngược lại vợ em cũng cần cái điều đó ở em. Ngay thời điểm này là thời điểm mà vợ em á có cái nhu cầu chăm sóc người khác, thì thực sự là bạn cũng sẽ có nhu cầu để người khác để tâm và chăm sóc mình. Nhưng mà bạn cứ cho đi mà bạn không được nhận lại, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là cái điều mình làm dường như là không ai cảm nhận và không ai cần điều đó hết. Khi mà bạn dừng lại rồi là em khỏi lấy lại được cái điều đó luôn. Em hiểu chị không? Em lên 50, bạn này giảm 50 là gia đình em là rồi. Ok. Xin chúc hai em đó phải luôn luôn nắm tay nhau, yêu thương nhau như thế này mãi mãi trọn đời nha. Xin cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó, cứ dám không? Dám thì làm đi, đừng có nói không làm. Giỡn, nói nhiều quá, giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Từng chắc từng lâu. Cái xong lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cái ông xanh gọi cho mẹ em chi. Kêu mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sau đó cũng bỏ em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Rồi em ghen khùng, ghen điên cỡ vậy đó. Rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi,
tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái sắc. Một đôi trai tài gái sắc và rất là gọi là thân thiết với tôi. Ha, rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị đó. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được gì 34 như vậy? Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nó thiệt cả là em với là em nhỏ bằng tuổi hay tuổi là bằng tuổi? Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gọi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. À, nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em đến chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em. Còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi? Bữa tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, chứ không liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đơn sao anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng 1 thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng 2 thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát rồi. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ngọc Ánh đúng không? Xíu. Đó. Vũ Ngọc Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Facebook, dạ không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em. Thả thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chị không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu như câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi. Nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Chà, lâu dữ dạ. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi. Nhưng mà em có giá mà em đâu có cho. Em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Cái xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có đâu? Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á. Dám không? Dám đi làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá. Không. Câu liền đúng không? Đó. Tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh. Em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao? Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sau đó cũng bỏ em đi. Ơi. Bao lâu? Chắc chừng tháng. Tháng 2 tháng sao? Tình yêu đẹp sao? Thì mình kể thôi chưa không, gì. Không, kể đi. Không, à, cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Em nói thiệt cái chuyện 4 năm với nhau chia tay 8 lần. Mà ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ tại động sao? Chia tay. Đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại vì em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ. Nhưng mà thật ra anh không có phải vậy mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào em chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen. Cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng hầm hừ xong em bỏ đi. Thế là người ta find out ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Trời em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà em dạ bị không, bắt cặp không? Không có lén phén.
Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em và ông chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ông cũng có qua lại với những cái người mà ông có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó, cho nên là em ghim vào cái chuyện đó, mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu em nhau yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay vậy cũng gần 5 vậy rồi. Vậy chi dạ. Là cũng như là cũng cả 5 trời. Cả 5 hơn trời. Dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, đó. Dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì ảnh lại quay về. Ảnh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian dở một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nữa chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi, hách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới em nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước, lúc đó em cũng xịn xịn rồi, nó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh ổng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em sao lúc hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng, tại sao không chở về nhà? Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi lên tụi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh, chưa sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh chắc từ lâu. Cái sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cái ông xanh mặt gọi cho mẹ em chi? Kêu mẹ nó chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn rồi thì ông, dù mà em có mát mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không? Ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây, đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada, ông mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường em mua gì? Em xin chính, những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mo thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh này, anh mua một cái máy chạy bộ hai chục triệu, gần 20 triệu, mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn. Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo ông dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun như áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy, em xếp rồi anh không có tìm được đồ em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em, cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì nói em lấy cho, giờ muốn lấy cái áo đó phải không, để em đó đợi xíu luôn nè. Làm giờ muốn lấy cái gì em đó, tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng để lên kho. Đồ em tống lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy còn là anh không? Đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Dạ. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em, như vợ em đã nói là ghen.
Ghen kinh khủng, có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% thôi. Giảm thôi, giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá cái người đó mà giờ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì giờ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhưng mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tử tứ lung tung. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ đi. Dạ đi chợ nấu ăn hết, xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Anh dạ anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em, ảnh là anh tắm con khéo hơn em chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi, em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi, và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Và em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị chỉ thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Đúng rồi. Mình rất là mệt, mệt lắm. Mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết rồi đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gian. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này. Đúng ha. Rồi. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc ha. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời. Vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi? Tán em. Khi tán. Tán tỉnh em đó hả? Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi. Nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ. Thì em ăn thịt chó. Và xong sau đó thì ví dụ như chạy cá lã vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt 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 về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ tay qua họ rất là bẩn nha. Là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào là má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng son đầu tiên. Hello. Nào em nói tiếng Việt được. Trời ơi, tôi ném xíu thôi, tôi xả một tràng tiếng Tây rồi đó. Nếu chị Dân mà không giảng là tôi nói tiếng Anh không á. Mà tôi nói tiếng Anh là chương trình này mệt nghe, là phải chạy phụ đề dưới. Mà anh thì vẫn phải nói rõ vì ngày xưa thì em học ở miền Bắc. Và giọng của anh là không phải là miền Bắc. Vì vậy thì phải nói rõ cho em hiểu. Chào bạn mình tên là Quốc Thần, còn bạn tên gì? Tên là Nam. Nam. Em cái gì Nam em? Tên thật của em bằng tiếng Séc là Ondra.
Nhưng mà ở miền Bắc thì người ta rất là khó nói cái đó và gọi em là ông già. Và em đi mới 32 tuổi thì chưa già lắm thì chọn tên là Nam để dễ nói. Công việc của Nam? Em bây giờ làm phiên dịch và cũng thỉnh thoảng thì dạy tiếng Séc hay là tiếng Anh. Và chủ yếu bây giờ làm về du lịch. Thì từ tháng 4 đến bây giờ thì không có quá nhiều việc, thì có thể ở nhà và có thể lo con, lo vợ. Và vợ thì có kinh doanh riêng, cũng phải có thời gian để đi làm. Rồi có nghĩa là đây là ông bố bỉm sữa đó, đúng không? Siêu bố rồi. Nam qua Việt Nam là bao lâu rồi? Bắt đầu học tiếng Việt cách đây khoảng 8 năm. Nhưng mà sống ở Việt Nam mới khoảng 1 năm rưỡi. Ngày xưa thì sống ở Hà Nội khoảng 1 năm. Bây giờ thì sống ở Sài Gòn khoảng 2 năm rồi. Tại sao Nam lại thích học tiếng Việt? Em là người Cộng hòa Séc, ở đó có nhiều người Việt Nam. Và ngày xưa thì có một hàng xóm là một cặp Việt Nam. Lúc đó thì Nam khoảng 17 tuổi. Và vợ đó thì rất là xinh. Thì em đã suy nghĩ là nếu nước Việt Nam có phụ nữ xinh như vậy thì chắc chắn nên học tiếng Việt và qua đó và lấy vợ ở đó. Trời ơi! Lúc đó là mới có 7 tuổi thôi đó. Và tôi nghĩ rằng là khi mà cái chương trình này phát, tôi nghĩ là đàn ông trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam lấy gái Việt Nam rất là nhiều. Và bởi vì gái Việt Nam chúng tôi đẹp rất là nhiều. Thôi, xin phép em. Tại vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nam, cho nên là nãy giờ cứ giao lưu với Nam không, mà là chưa giao lưu với em. Bây giờ chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Mai, em đang làm thiết kế thời trang. Và em đang có thương hiệu riêng của mình rồi. Thiết kế thời trang hay gì mà một cái đầm rất là đẹp. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời. Vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi? Tán em. Khi tán tỉnh em hả? Có nghĩa là lúc đấy thì do Nam phải đi về nước. Thay vì cứ nhắn tin cho vợ hay là gọi điện thoại thì Nam thì hàng ngày đều vẽ hình như thế này và gửi cho em. Nếu em không ngã anh mời em có thể đứng lên gì mà. Anh ấy làm một cái đầm rất là ấn tượng và rất có ý nghĩa. Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi. Nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Không, nhưng mà thực ra nhìn Nam á, là trẻ hơn so với tuổi. Thường là người phương Tây không á, uống rượu, không hút thuốc lá, nói chung là không làm gì hư thì chắc chắn là sẽ có vẻ trẻ. Không ăn thịt nữa. Và không ăn thịt nữa. Không ăn thịt. Nói chung là cuộc sống của em rất là chán rồi nhưng mà vẫn trông trẻ thì được. Nam và Mai gặp nhau trong trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì như thế nào, kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp nhau là ở Sài Gòn cách đây 2 năm ở quận 7, tự nhiên đi uống sinh tố và gặp nhau. Mai thì đi xe cúp 50 rất là cũ nhưng mà vẽ lên cây đó rất là đẹp và cũng không có trang điểm gì hết và quần áo thì cũng rất là bình dân bình thường. Và em thì thích cây đó, em không thích những phụ nữ thích mặc sang trọng. Và chính vì vậy thì đã suy nghĩ là ở Việt Nam và phụ nữ như vậy thì chắc là sẽ rất là thú vị. Thì nên tán và cưới luôn. Tán và cưới luôn. Lần đầu tiên ông gặp người ta mà suy nghĩ là tán và cưới luôn. Nhưng mà khi mà em quyết định về Việt Nam để mà em tìm một cô gái như cái em mong muốn á, thì Mai có phải là người phụ nữ đầu tiên? Dạ, không. Trước vậy, Mai em... Trước đó thì em đã học tiếng Việt ở trường Đại học Xã hội Nhân văn ở Hà Nội. Thì ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ thì em ăn thịt chó. Nhưng mà bây giờ không ăn thịt chó nữa vì sợ kiếp sau sẽ sinh ra những con giun thì không muốn cái đó nữa. Đó, mấy người ăn thịt chó nghe đi nha. Nhưng mà thì anh thịt chó ở đó và cũng thử tán gái Việt Nam ở đó. Nhưng mà ở miền Bắc thì nói chung là ai cũng xinh nhưng mà hơi dữ.
Vì ở đây có Hà Đông thì có nhiều sư tử, ở Sài Gòn không có Hà Đông thì trời có ơi. Sư tử. Quá dữ, quá dữ. Ừ, nhưng mà sao lúc mà em tán mấy cô gái Hà Nội sao em không lấy vợ Hà Nội? Ừ, chính là lúc đó thì vẫn trẻ và một lần thì bị bỏ. Sau đó thì quyết định là không tán người Việt, con gái Việt Nam nữa. Nhưng mà tự nhiên thì vào miền Nam và nhận ra là phụ nữ miền Nam thì dễ thương hơn nhiều, và lấy vợ miền Nam thì chắc là không hơn. Em có biết được cái việc là trước khi mà anh quen em là anh cũng đã từng tán mấy cô ngoài Bắc không? Có chứ. Và anh ấy thì có một kỷ niệm rất là vui, bởi vì anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. Wow, thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì chắc là ghen tị một chút. À, là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Nhưng mà khi mà em gặp Mai á, là em quyết định em thay đổi cái suy nghĩ là em lại tiếp tục quen với lại lấy con gái Việt Nam nữa. Lý do vì sao? Vì vợ kia rất là độc lập, gọi là hạnh phúc nữa, nhưng mà không biết. Trời ơi. Và nói chung là em thì cố gắng giúp ở nhà, ví dụ là dọn dẹp một chút, nấu ăn, lo con. Nhưng mà cái đó thì ở bên Tây, nếu không làm cái đó thì sẽ bị phê bình, sẽ bị chửi. Nhưng mà ở đây không làm là chuyện bình thường, nhưng mà khi làm ở đây thì sẽ được vợ khen, và cái đó rất là tốt. Vì em thì quen làm việc ở nhà, vì ngày xưa có bạn gái Tây, nếu không làm thì bạn gái sẽ khó chịu và cuối cùng thì sẽ bỏ. Em nè, lúc mà em gặp chồng á, em có cảm thấy yêu liền không? Thì mới ban đầu em gặp, lúc đó thì em vẫn chưa nghĩ là hai đứa sẽ đi sâu hơn và kết hôn. Thì em chỉ nghĩ là ồ, anh này mà làm chồng mình được thì hay nhỉ. Tại vì hài hước quá và lúc nào em cũng cười, và sau đó thì em nói là hay quá thì em muốn cưới người này luôn. Là... tức là sau cái bữa mà gặp nhau ở quán sinh tố, là ảnh chủ động qua anh nói chuyện với em. Nói chuyện là hai người là bắt đầu sau đó là có liên lạc với nhau và đi chơi với nhau đúng không? Dạ, nhắn tin, anh ấy cứ nhắn những cái tin cực kỳ buồn cười. Ví dụ? Anh ấy sử dụng những cái thành ngữ hoặc là những cái câu của Việt Nam rất là chuyên nghiệp. Ví dụ giống như là buồn như con chuồn chuồn hoặc là dạng như vậy. Chê em vào rất là nhiều những cái đó, và khi em đọc đến là rất là ngạc nhiên, là em cảm thấy nó rất là thân thuộc. Như là mình đang nói chuyện với một người Việt thật sự, mà người Việt hài hước. Bởi vì nó vừa có cái gì đó ngây thơ mà nó vừa có gì đó rất là hay. Thì sau đó thì em cứ nhắn tin rồi cứ cười. Cái em làm việc chung với em á, thì em ấy nói là sao chị suốt ngày giống bà điên mà cứ cười như vậy. Thì lúc đó là dấu hiệu tốt. Thì em nghĩ là thôi không đi tìm chồng gì nữa hết á, thì chồng đây rồi. Nhưng mà ai chủ động đề nghị làm đám cưới? Thì tự nhiên thì Nam nói là bọn mình cưới nhau đi. Thì em nói cũng hay, cưới đi. Bao lâu? Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng 1.5 năm. Như vậy cái chuyện tình yêu quá đẹp như vậy, chắc là sau khi lấy nhau rồi là chắc cũng không có gì phàn nàn đâu ha. Chắc là cũng không có tật xấu đâu. Cười suốt ngày à? Cười suốt ngày. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là có một cái sự thay đổi gì ở Nam không? Em không bị cái gì bất ngờ hết, mà chỉ có những cái tính tốt thì em không nghĩ đến, thì em bị bất ngờ bởi những cái đó thôi. Thì coi như Nam không hề có tính xấu nào hết. Loại tính tốt ra. Ôi trời. Dạ đúng rồi. Chắc phải thay đổi format quá. Trước khi cưới thì Nam không có loại cái tính là biết nấu ăn rất là ngon ra, mà chỉ có loại cái là làm bánh rất là ngon. Nhưng mà đến khi bây giờ khi mà có con thì hàng ngày buổi sáng Nam thường hay hỏi em là mai muốn ăn gì. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá Lã Vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Mà Nam kể chuyện đi chợ coi, ví dụ như đi chợ Nam có dễ bị ăn hiếp không? Tức là bị nói... Không, vì bây giờ đi nhiều và ai cũng biết Nam rồi, và biết là nói tiếng Việt rồi, và biết là nếu chém thì em sẽ đi chỗ khác và không mua của cô ấy nữa thì... Mà Nam... Và nói chung là... Nhưng mà Nam có trả giá không? Bây giờ thì ở đây không lấy thách nữa,
Ngày xưa ở Hà Nội thì bị nhiều như thế. Mặc cả. Phải mặc cả nhiều. Và ví dụ là mua cua Moscow 10 ngày và mỗi ngày thì phải mặc cả hết. Nhưng mà ở đây thì không, thì làm khách quen rồi và bình thường thì được giá tốt hơn vợ luôn. Đồ! Nói nhưng mà có hẹn nói chuyện với các bà bán cá, dạ. Với mấy chị bán rau, mấy dạ, nói chị chuyện với họ nhiều nhưng mà họ chửi bậy hơi nhiều. Rồi bình thường thì là ở nhà Nam chắc có lẽ là Nam chăm sóc em bé nhiều. Dạ, thì có hai ca, nhà ca đêm là của Mai và ca buổi sáng là của em. Thì từ khoảng 5 giờ, 5 rưỡi thì em dạy và em cho con bú, em đi chơi với con và lo con đến 10 giờ cho vợ ngủ được. Và như vậy là cả hai đều không mệt lắm. Đúng rồi. Ồ, vậy là em cho con bú sữa mẹ hả? Dạ, em bé bú hoàn toàn là sữa mẹ. Ồ, vậy hay quá. Sau đó thì em bé bú cả đêm với em và xong sau đó thì trước khi đi ngủ lại thì em vắt sữa ra cho Nam. Mà Nam, em có thấy vợ em cái ngoại hình á có thay đổi nhiều từ trước khi sanh, sau khi sanh có thay đổi nhiều đúng không? Đúng rồi, giống như là tại sao lấy vợ châu Á và không lấy vợ Tây. Vì phụ nữ Tây thì sau khi sinh thì béo lên nhiều và phụ nữ châu Á bình thường thì đến 50, 55 tuổi thì vẫn rất là xinh và vẫn rất là gầy. Thì như vậy là cơ thể của Mai thì gần như là không thay đổi và bây giờ người ta gần như là không biết là Mai mới sanh con. Đây là lần đầu tiên em làm cha thì những cái gọi là chăm sóc cho con mình, ví dụ như là hay bỉm cho em bé thì em có sợ không? Nói chung là trước khi có em bé thì sợ vì là thầy tả. Nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm, nhà không bẩn lắm. Thì nói chung là chắc là sau khi em bé bắt đầu ăn như là bún đậu, mắm tôm thì chắc là sẽ thối lắm. Bây giờ vẫn chưa. Con em là con trai con gái? Con gái. Thường thì người Việt Nam á là thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng mà thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại không? Nhưng mà em thì một phần thì thích cái này vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, nhưng không cho chồng cho chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại thì em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ Tây qua họ rất là bẩn nha. Là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Thì em phải nói là đừng chạm vào mặt của con tôi gì đó như thế vì cái đó không thích. Vì nếu hỏi trước hay là chỉ là vẫy tay gì đó thì cái đó không sao. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà để mà mình ngăn ngừa đó thì nó lại rất là khó cho bản thân mình. Là bởi vì người Việt Nam và nhất là những người lớn tuổi người ta lại thích thể hiện cái tình cảm của mình dành cho trẻ con. Nhưng mà mặt khác thì ví dụ là em bé thì có ở đây và ai đó thì tự nhiên chăm sóc nó và em rất là thích cái đó vì ở bên Tây cái đó rất là phức tạp. Hồi nãy thì anh có hỏi tật xấu của Nam thì Mai nói là không có. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược là Nam, Mai có tính xấu không? Nói chung là cũng ít. Ít có nghĩa là có. Dạ, nhưng mà nói chung là thỉnh thoảng thì có cái vấn đề là giận lên thì sau đó đi trốn và ra khỏi nhà luôn. Và cái đó thì hơi bất tiện vì trong thời gian đó thì em cứ suy nghĩ là thì em đã làm gì sai hay là tại sao là vợ không nói chuyện với em. Và nếu vợ nói trực tiếp có vấn đề gì thì có thể giải quyết và sau đó thì phải mất nhiều thời gian trước khi giải quyết cái vấn đề đó. Tức là hay giận đúng không? Giận không, thì không nói. Vì khi em biết là giận thì mất khôn và em thì chắc là sẽ mất khôn cho nên là khi giận thì em đi ra ngoài suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ tích cực về cái gì mà anh ấy đã làm thì tự nhiên nó hiểu hơn và bắt đầu là nghĩ là mình làm gì sai và sau đó thì quay lại. Nhưng mà quay lại thì vẫn giả vờ giận nhưng mà khi quay lại thì chồng thì lại tự nhiên thấy đi dọn dẹp nhà cửa. Và sau em nói trời ơi dễ thương thế. Và sau đó thì không chịu nổi nữa và nói chuyện với nhau. Thế bây giờ Nam mong muốn Mai cần thay đổi điều gì? Nói chung là nếu thay đổi cái đó được thì quá sướng nhưng mà như thế là quá lý tưởng rồi. Thì không có gì xấu hết thì cũng hơi chán nha. Cái đó là bình thường mà. Quá thật lòng.
Là ở bên Tây thì người ta nói là đàn ông làm cái gì sai thì phụ nữ giận thì đàn ông xin lỗi, và phụ nữ làm cái gì sai thì đàn ông giận, sau đó phụ nữ giận và đàn ông phải xin lỗi lại. Thì như vậy là hơi bất công, nhưng mà cái đó là nếu sinh ra như đàn ông thì quá sướng rồi vì không cần đẻ con nhỉ. Và vẫn là cuộc sống của đàn ông thì dễ hơn phụ nữ nhiều, thì ít nhất là đàn ông nên chấp nhận cái này và chịu cái đó. Qua cái câu chuyện của vợ chồng Nam với Mai á, tôi rất muốn là cái số này á, nếu như quý vị khán giả nào xem và share ra trên Facebook, trên mạng cá nhân của mình, để cho cái sự lan tỏa nó rộng, để mà những người đàn ông Việt Nam á, nên có những cái suy nghĩ như Nam nên lúc nào cũng cảm thấy rằng, cho dù rõ ràng là Mai ở trong một cái gia đình với sự thương yêu của người chồng như thế này, nhưng mà bạn Nam vẫn còn cảm thấy là cái người phụ nữ vẫn còn bị thiệt thòi quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phải sanh con nè, phải nuôi con nè. Đó thì tôi rất là xúc động với cái tình cảm và cái suy nghĩ như cái nhìn của Nam đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thì với cái gia đình của hai bạn này thì cũng chỉ biết là chúc hai bạn sẽ hạnh phúc hoài, và rất cảm ơn cái tình cảm của Nam đã dành cho chương trình cũng như là dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, và cho Mai, cho người vợ của Nam.